Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Nếu anh chị đang tìm mua một căn hộ Hà Nội cho thuê tốt khu vực quận Hoàng Mai thì đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho anh chị. Vì ngày hôm nay, em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà xây dựng độc lập nằm tại phố Đại Từ, quận Hoàng Mai. Căn nhà của chúng ta có diện tích là 50m², được thiết kế 6 tầng với 8 phòng ngủ vệ sinh khép kín, được thiết kế full đồ sẵn sàng cho thuê với giá đang được chào bán chỉ có 6,4 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ, em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà cho thuê này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà riêng Hà Nội được thiết kế theo căn hộ cho thuê thuộc phố Đại Từ, quận Hoàng Mai mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 50m² với hướng chính đông và được xây dựng 6 tầng với 8 phòng vệ sinh khép kín, được lắp full đồ hết anh chị nhé. Đấy. Em sẽ zoom rộng lên một chút cho anh chị nhé. Đây, mặt tiền chúng ta đây. Mặt tiền. Đấy, ngõ vào. Mỗi tầng 2 phòng với tầng 1 là khu vực để xe. Từ tầng 2 lên tầng 5 mỗi tầng 2 phòng, được thiết kế full đồ hết rồi. Còn tầng 6 là khu vực sân phơi. Ở đây thì vẫn là chờ sẵn để lắp bếp nếu như anh chị nào không có nhu cầu ở đây và cho thuê thêm phòng thôi thì vẫn có thể lắp thêm bếp ở đây anh chị nhé. Với mức giá đang được chào bán chỉ 6,4 tỷ cho một căn cho thuê như thế này. Một phòng như thế này thì sẽ cho thuê bây giờ giá bây giờ thì cũng rơi được tầm khoảng độ 3 triệu. 24 triệu, dòng tiền 24 triệu tháng. Hai phòng thiết kế như nhau, đều có giường tủ, điều hòa, bình nóng lạnh. Căn nhà của chúng ta thì thuộc lô góc hai mặt thoáng cho nên phòng ốc cũng rất là ok. Phòng ốc thiết kế đầy đủ, full đồ hết rồi. Những anh chị nào đang có nhu cầu tìm mua những căn có dòng tiền thì đây là một trong những căn nên cân đối xem sớm vì có mức giá hơn 6 tỷ thôi. Phòng này cũng tương tự. Em sẽ quay qua cho anh chị. Ngoài những căn nhà này ra thì quanh khu vực Hà Nội em còn rất là nhiều các căn nhà riêng khác nữa, hay những căn nhà mặt phố kinh doanh cho thuê, những căn nhà có gara ô tô và thang máy. Quý anh chị muốn mua căn nhà như thế nào thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho em Phương nhé. Đặc biệt là những anh chị nào đang có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng, muốn bán đất hay muốn đổi từ nhà cũ sang nhà mới thì hãy điện cho em Phương, em sẽ hỗ trợ quý anh chị một cách nhanh nhất. Từ nhà của chúng ta ra đến hồ Linh Đàm đâu đó chỉ khoảng hơn 100m thôi anh chị. Đây, ở đây có thể nhìn thấy hồ luôn này. Cả khu vực này thì sẽ thiết kế làm sân phơi hết, rộng rãi. Hãy gọi điện thoại cho Phương ngay nhé để sở hữu cho mình một căn nhà dòng tiền tốt. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.